rồi cả nhà ơi. Dạ. Không có. Hello cả nhà. Hello chị Ngọc Hà. Hello Thảo Nguyên. Phong Phơ xin chào. Xin chào cả nhà. Chào chị Ngọc Hà nha. Lâu lắm em không có đọc tên chị Ngọc Hà này. Nguyễn Huỳnh Xuân Ngay, hello. Thấy nha Huỳnh Tú Thanh ơi. Hello cả nhà. Hôm nay có ai đi thi đại học về không? Comment thì biết nè. Hello Thúy Vi nha. Hello Mỹ Trinh nha. Bùi Mỹ Ngọc. Hello cả nhà. Chào Thùy Chi. Chào Hữu Lộc. Ở Gò Vấp đang mưa này cả nhà ơi. Rồi, các bạn nào đang xem livestream của Thúy thì chào Thúy Cái nha. Chào Kim Trinh. Chào Nguyễn Hoa. Mỹ Ngọc, hello. Hello hết cả nhà nha. Chào Ngọc Hằng, chào Mỹ Ngọc. Rồi, các bạn ơi, hôm nay chỉ tặng giày thôi nha. Nên vô xem nhiều nhiều vào, mấy ngày nay bom không like á. Nên sếp nói là mấy ngày nay không like nên không tặng giày. Bây giờ tặng giày dùng dập cho cả nhà luôn nha. Ok, hôm nay nghe nói các bạn K2K thì gì chiếc thuyền ngoài xa cũng không có làm bài được lắm nên ăn ủi tinh thần các bạn. Mình tặng giày hết luôn. Chào chào nha Yon Yon Vi, những cái tên quen thuộc. Nguyễn Thêu, hello. Minh Trâm, hello. Em mới thi về hả, lên làm bài được không nè. Chào Nhung Lucy nha. Chào Long Anh Thư. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, 5 phút giờ vàng bắt đầu nha. Hôm nay sẽ chơi mini game nè, sẽ tặng giày cho các bạn xe nhiều nè, sẽ tặng phần quà nha. 5 phút giờ vàng nha. Các bạn kích xe liên tục nha. Hôm nay là tặng giày từ đầu buổi tới cuối buổi luôn. Không bán giày nữa. Lâu quá không like nên không bán giày nữa. Chỉ tặng giày thôi. Let's do. Trúc Hưng. Rồi, hôm nay chỉ tặng giày thôi nha. Các bạn kích xe liên tục trên trang cá nhân của mình. Trên group mình có nha. Trong 5 phút nha. 5 phút giờ vàng đầu tiên nha. Xe liên tục mời bạn bè mình vô xem. View càng tăng càng tặng giày nhiều. Và hôm nay là tặng giày từ đầu buổi tới cuối buổi nha cả nhà ơi. Nguyễn Thị Lan anh nát rồi chị ơi. Sao vậy thì không được hả? Thấy nha Phạm Hương ơi. Phạm Hương ơi thấy nha. Hồng Tâm thấy luôn nè. Phí mặt trời mọc thấy luôn. Mời bạn luôn, đúng rồi Mỹ Trinh ơi. Mời bạn vô coi đông đông. 400 bạn xem thì kích xe liên tục nha. Trong 5 phút giờ vàng kích xe liên tục được nhận phần quà của Bom. Và được Bom tặng giày nha. Rồi, hôm nay là tặng giày hết luôn. Để chúc các bạn sĩ tử 2K ngày mai tiếp tục làm bài. Nên hôm nay Bom tiếp tục tặng giày hết luôn. Không có mua giày, không bán giày nữa. Tặng giày thôi nha. Nên vô xem đông để được nhận giày nha. Hôm nay trời mưa nên ở nhà xem Bom live thôi, đừng có đi đâu hết nha. Xe liên tục nha, kích xe liên tục nha. 1 phút trôi qua rồi nè cả nhà ơi. Thúy đang cầm điện thoại nè, 1 phút trôi qua rồi nè. Kích xe liên tục nha. Kích xe trên trang cá nhân của mình, trên group của mình. Rồi mời bạn bè mình vô xem. Xem đông, tặng giày nhiều nha. Rồi nhiều bạn mới thi về quá ha. Fan của Bom nhiều 2K quá nè. Rồi cả nhà ơi, cố gắng. Rồi hôm nay giống như là cổ vũ tinh thần các bạn á. Xem để giải trí. Rồi sau đó mình tiếp tục làm học bài ha. Thấy nha Hoàng Duyên ơi. Hello Tú Minh. Thấy nha cả nhà ơi. Trong khi chờ đợi Thúy nói. Kích xe. Tiện tay kích xe luôn nha. Rồi Bom đang chết lượng xe của cả nhà. Giữa buổi Bom sẽ tặng giày. Cuối buổi Bom cũng tặng giày cho các bạn xe nha. Tặng giày bất kỳ đôi nào bạn thích nha. Rồi vừa view tăng thì chơi live stream liên tục. Quên, chơi mini game liên tục nha. Chào Emily Vũ, chào Tú Minh nha. Chào Thúy Vi luôn nè, thấy nha. Rồi 500 bạn xem rồi. Mọi bạn kích xe liên tục giúp Thúy trên trang cá nhân của mình, trên group mình. Chắc là dạo này Bom ít like quá, hôm nay like nên cả nhà vô xem đông, thấy vui quá nè. lên thôi view ơi, đúng rồi lên thôi. Tặng giày liên tục luôn nha. Rồi lên view. Hết 5 phút là Thúy chuẩn bị qua chơi mini game nha. Bây giờ mấy bạn muốn nhận giày thì kích xe liên tục chút Thúy nha. Mời bạn bè mình vô xem nè. Hôm nay chỉ tặng giày thôi nha. 15 phút tặng hết giày luôn. Tặng hết giày ở Bom luôn nha. Chào nha Nguyễn Thương. Thấy nha, xe 20 bài rồi Mỹ Anh. Xe trên trang cá nhân của mình nhiều nhiều nha. Trên group mình có nữa nè. Rồi sau đó
mình like tới 9 giờ hết mưa thì Quang 337 Quang Trung rồi mình cùng nhau đi ăn nha. Thấy nha Thi Phạm ơi, lên một ca lên nào. Đúng rồi, nhiều bạn nói lên ca lên nào, chưa bao giờ Thúy like lên ca. Hôm nay Thúy mà like lên ca hả, Thúy tặng sạch giày ở trong shop luôn á, thiệt luôn á. Trời ơi, like lên ca là một like có hôm mà hôm nay mà lên một ca là ngủ không được luôn á. Xe nhiều nhiều nha, xe nhiều trên trang cá nhân của mình, trên group của mình nha. Xe đông đông lên rồi, hôm nay chị tặng giày thôi, nhắc lại chị tặng giày thôi nha, tặng giày liên tục luôn nha. Xe nhiều lên mời bạn bè mình vô, xe group nào bị chặn thì xe tiếp tục group khác. Hôm nay tặng giày nên người ta không chặn đâu, ai cũng vô xe hết trơn á. Rồi 660 bạn xem thì kích xe liên tục giúp Thí nha. Rồi 5 phút giờ vàng sắp trôi qua nè, hết 5 phút giờ vàng này bom chết lượng xe cho cả nhà. Rồi mình bắt đầu chơi mini game nha. Mình chơi mini game từ đầu buổi tới cuối buổi luôn. Lần này không trúng, lượt sau trúng, lượt sau không trúng, lượt sau nữa. Một tiếng chơi mini game luôn nè. Thấy nha, Tôn Trang, Market thấy luôn, Thi Phạm thấy luôn nha. Không bị ẩn đâu. Có khi comment trôi nhanh quá thì các bạn comment lại thì không có sao hết nha. Buồn ghê. Hết shop rồi. Thanh Trúc sao vậy? Rồi lên thôi, đúng rồi, lên đi. 700 bạn xem thì kích xe liên tục chút Thí nè, trên trang cá nhân, trên group của mình nè. Sắp hết 5 phút giờ vàng rồi, các bạn muốn được tặng giày thì kích xe liên tục, được tặng quà kích xe liên tục nha. Rồi hết 5 phút giờ vàng mình chuyển qua chơi mini game liền luôn nha. Rồi chào em cái Cẩm Tiên, Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên, chị thấy nha, Thí thấy nha, tặng nguyên shop thiệt. Thật sự mình không trúng cái nha, tặng nguyên shop luôn, tặng Thí luôn, tặng hết tất tần tật luôn. Xe hết bấy nhiêu, đúng rồi, Mỹ Kim xe nhiều nhiều vào nha. Trời trời, ở ngoài đang mưa, 337 Quang Trung đang mưa nè. Mà nói chung là cơn mưa cũng không làm cả nhà ít vô xem ha. Rồi 738 bạn xem thì kích xe liên tục giúp Thúy, sắp 5 phút giờ vàng sắp hết rồi nè. Rồi giữa giờ 5 phút giờ vàng hết là bom chết tinh tết lượng xe liền cho cả nhà luôn nha. Rồi tặng giày liền luôn, rồi sau đó các bạn cứ tiếp tục xe, rồi bom lại chết tin nhắn, chết lượng xe của bạn tiếp theo, rồi bạn tặng giày. Mình cứ chơi mini game và tặng giày liên tục nha. Tặng giày hết like luôn, đúng rồi. Nguyễn Quỳnh Trang ơi, mình tặng giày hết like luôn nha. Tiên Dương ơi, hello. Xem đi mọi người ơi, lên một ca Thúy tặng hết shop kìa. Lên một ca đi, Thúy tặng hết shop luôn. Trong một tiếng Thúy tặng hết shop luôn, Thúy tặng nguyên Thúy luôn. Tặng hết shop, xếp đuổi Thúy tặng Thúy luôn. Chào, chào Duy Linh nha. Họ Vũ tên Như. Hôm nay em qua Quang Trung không thấy Thúy. Em qua mấy giờ nè, Thúy vừa mới từ văn phòng qua luôn. Nên bây giờ qua đi, qua chơi với Thúy đi nè. Nguyễn Anh Hanh Nam, 128 cá nhân, 180 nhóm. Ok, lên đông đông hết, sắp hết 5 phút rồi nè. Lên đông đông nha, rồi mình bắt đầu chơi mini game. Bên bom sẽ chết tin nhắn cho cả nhà nha. Rồi, lên đông đông lên nha. Kích xe, bạn nào xe được bao nhiêu rồi nè, mời bạn bè vô xem nha. 750 bạn xem, kích xe liên tục. 1.000 ca Thúy tặng hết shop kìa, muốn không? Chỉ trong 15 phút tặng hết shop luôn, tặng Thúy luôn. Hôm nay chơi trò gì vậy Thúy? Thích chơi trò gì cũng có luôn. Trong vòng một tiếng chỉ có dành thời gian chơi với cả nhà thôi nha. Chơi rồi tặng giày thôi. Gần 4k xe rồi, có 4k xe à? Ít quá à. Nhiều nhiều vào. Gọi tên anh đi Thúy, con gấu Thúy thấy nha. Rồi Nguyệt Hạ thấy luôn. Rồi thấy hết cả nhà luôn. Rồi vô vô liền 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 nha. Rồi gọi tên em một lần nữa đi, Võ Thị Luyến Thúy thấy nha. Rồi kích xe liên tục lên nhiều xe. Rồi 800 bạn xem rồi. Rồi sắp hết 1 phút, các bạn muốn xe liền 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 thì tặng giày nha. Quên, sắp hết 5 phút rồi, Thúy sẽ tặng giày liên tục. Mình bắt đầu chơi mini game lần thứ nhất nha. Mời bạn bè mình vô xem đi, muốn tặng hết giày của shop không nè. Chơi đi chị, ok. Phạm Hương cảm ơn nha, khen xinh gái là mừng lắm rồi. Phương Thảo thấy luôn nha, các bạn muốn tặng mẫu nào nào tặng hết luôn, tặng hết luôn nha. 820 bạn xem, mời bạn bè mình vô xem xe. Chắc hôm nay World Cup chiếu phát sóng 9 giờ nên bây giờ Thúy chiếm sóng truyền hình nên vẫn có người xem nè. Chơi với một mình chị được không ạ? Được luôn, chơi bao nhiêu chị cũng được luôn nha. Rồi Thúy lấy mấy mẫu cho mấy bạn nha. Bạn nào muốn được sở hữu mẫu này nè, live stream tặng mấy mẫu này luôn nha, cực kỳ đẹp luôn nè. Đây,
Rồi, mấy bạn ơi, 870 bạn xem thì tặng lên lên nhiều nhiều vào để Thúy tặng giày nha. Cực kỳ nhiều luôn. Đầu tiên là tặng sandal này, các bạn nào muốn tặng sandal thì vô nha, vô xem nha. Tặng hết sandal cho cả nhà luôn. Đây. Rồi. Tặng hết sandal cho cả nhà luôn nha. Mùa mưa này, Thúy thấy ở ngoài trời mưa quá, định lấy bata nhưng trời mưa quá nên lấy sandal cho cả nhà nha. Lần nữa nha. Giày bông bao đẹp luôn Thanh Trúc, đúng rồi, ai mang giày bông sẽ biết, ai chưa vô giày bông cùng bạn đi khắp thế gian thì cứ vô đi nha, trong đó nhiều ưu đãi lắm, nhiều bạn mua giày bông đẹp quá trời đẹp trên đó kìa. Sắp 1k xem, sắp 1k rồi, cố lên lên, 895 bạn xem rồi. Mấy bạn muốn sở hữu đôi này thì chuẩn bị nha, mình chơi mini game tặng mấy đôi này luôn nha, tặng hết đôi sandal luôn, ok, tặng cho em đi Mỹ Tiên xe chưa. Chị xin nói chuyện dễ thương, cảm ơn. Em muốn được tặng giày sandal, sandal đây. Tại vì trời ở ngoài đang mưa nên Thúy lấy sandal tặng cả nhà, thấy tâm lý không? Tâm lý thì xe đi, 900 bạn xem rồi, lên 1000 đi, mời bạn bè vô xem. Tặng em đôi van đi chị, lát tặng đôi van luôn nha. Bây giờ là đang mưa nên phải tặng sandal cho cả nhà. Đây, sandal cực kỳ đẹp luôn nha, chụp màn hình lại nè. Bạn nào muốn được tặng thì chụp màn hình lại nha, chụp màn hình lại khi mà mình được trúng mini game mình tặng luôn nha. 938 bạn xem rồi, chắc bây giờ là tặng hết giày của shop quá à. Rồi mình chơi game nha, rồi ok chơi game nha. Nè mấy bạn nào muốn được sở hữu mấy đôi này nha. Rồi lên 900 rồi mình bắt đầu chơi game nha cả nhà ơi. Ủa 1k đâu rồi, 940 bạn xem rồi, lên 1k Thúy tặng Thúy luôn. Lên 1k rồi, ok lên lên đi, view tăng tăng lên đi. Trời ơi, lần đầu tiên like 1k chắc tối nay không ngủ được luôn quá. Có lên, sắp lên rồi, đúng rồi lên. Mấy bạn nào muốn tặng sandal hồi nãy Thúy xem thì lên 1k đi nha. Rồi rồi mình chơi mini game nha, chơi nhiều loại luôn, chơi nhiều trò chơi luôn. 970 bạn xem rồi. Ủa, thiệt đau tim quá à. Sắp lên 1k rồi, thiệt luôn á. Rồi có lên cả nhà ơi, lên 1k. Rồi, các bạn nào muốn tặng giày mời bạn bè 1k xem rồi xỉu. Chắc tặng hết giày luôn, như hứa với cả nhà tặng hết giày luôn, tặng từ đầu buổi tới cuối buổi luôn nha. Rồi ok. Rồi thể lệ cuộc chơi như bình thường nha, một chữ số có hai dãy, một dãy số có hai chữ số nha cả nhà ơi. Đây đây. Em thích nói vậy được không? Mình ăn không bạn, Vũ thì toàn không có nha. Rồi các bạn nào mà mới coi lần đầu tiên á thì mời bạn bè mình vô để xem đông đông cho vui nha. Trời ơi hôm nay like 1k thiệt luôn á, cảm xúc dồi dào, chưa ăn cơm mà không biết đói luôn nè. Rồi hai con số trùng với số điện thoại đuôi của cả nhà nha, cứ xem liên tục đi. Bạn nào không lượt này không trúng, lượt sau trúng nha. Hôm nay 1k thiết tặng hết mà. Trời quá đỡ, coi chừng thiếu xỉu thiệt luôn á, xỉu muốn xỉu luôn á. Rồi 1k 1 rồi, xỉu thiệt xỉu luôn á. Đây các bạn ơi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hôm nay mạng quá tốt nè, chắc thiên thời địa lợi cái gì cũng hỗ trợ để lên 1k hết á. Đừng xỉu chị ơi, xỉu có ai tặng quà chứ hả. Rồi rồi đúng rồi, rồi các bạn sẵn sàng chưa? Hai chữ số đuôi của số điện thoại của cả nhà mà trùng với số điện thoại, trùng với số random của bom thì được tặng giày nha. Lượt này không được bạn này thì lượt sau nha. Lấy số điện thoại, lấy trên máy chủ của bom nha cả nhà ơi. Chắc em đổi số điện thoại quá. Đổi số điện thoại nào cũng được nè, hôm nay tặng hết luôn, lên 1k mà. Cứ giữ 1k như vậy liền liền là tặng liên tục và đang trong quá trình mình đang xem á, cái xe liên tục giúp Thúy nha, cái xe liên tục để được tặng giày nha. Thúy chuẩn bị gói hàng ship may mắn đi, ok rồi. 30 giây nha, bấm sẵn sàng đi cả nhà ơi. Thúy... rồi sẵn sàng đi nha. Comment sẵn sàng cho Thúy biết rồi Thúy bấm nè. Chơi như thế nào hả Thu Nguyên? Chắc Thu Nguyên mới vô nè, để nói lại nha, một số bạn mới vô thì không biết luật chơi. Chỉ cần comment số điện thoại nha, số điện thoại của mình hai số đuôi trùng với số random của bom thì được tặng quà nha. Rồi, tặng liên tục luôn, lượt này bạn này không được thì lượt sau nha. Nên đừng có đi đâu hết trơn nha, 1k cứ giữ 1k cho Thúy nha. Chứ đi đâu là Thúy xỉu á. 1k 3 rồi chị, ok, rồi. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng trên nè, xe liên tục nha. Xe liên tục giúp Thúy trên trang cá nhân của mình, trên group mình có nha. Các bạn nóng sẵn sàng cho Thúy biết rồi Thúy quay luôn nè. Này, quay luôn để được tặng giày nhiều nhiều. Trời ơi, comment số điện thoại trước chứ gì trời.
thằng đi để chị bấm cho nè, bấm liền luôn nè để được tặng đôi giày nè. Rồi ok, 30 giây bắt đầu nha. 1, 2, 3. Đừng có comment số điện thoại trước nha. Rồi Thuyết bắt đầu nha, bấm nha cả nhà ơi. Rồi số 98, con số cực kỳ đẹp luôn. Số 98 nha cả nhà ơi. Đây số 98, chưa có bạn nào số 98. 1 phút trôi qua, các bạn nào có số 98 không, comment cho Thúy biết nha. Thúy sẽ gọi điện liền và chơi mini game tiếp theo luôn cho cả nhà nha. Hôm nay chỉ có chơi mini game thôi, tăng bạn bè mình vô nhiều. Số 98 này cả nhà ơi, bạn nào có số 98 nè. Rồi lên ca rưỡi tặng 2 đôi luôn. Rồi lên ca rưỡi đi, tặng 2 đôi luôn. Rồi, ôi chưa có bạn nào có số 98 ta. Đây số 98 đây cả nhà ơi. 98 nha, 98 lượt thứ nhất là tặng 1 đôi, lượt thứ hai lên ca rưỡi tặng 2 đôi nè, xe liên tục đi để được nhận giày nè. Rồi có một bạn rồi. Số 98 bạn Thuy Phạm nha. Rồi bấm thấy bạn Thuy Phạm nha. Rồi bạn Thuy Phạm nha, bấm thấy bạn Thuy Phạm đầu tiên là số 98 này cả nhà ơi, bấm sẽ gọi điện liền cho bạn Thuy Phạm nha. Cả nhà đừng có đi đâu hết, bây giờ random lần thứ hai tặng 2 đôi lên 1 ca rưỡi đi nha. Rồi 1 phút hết, bạn Thuy Phạm nha, chúc mừng bạn Thuy Phạm nha, có số điện thoại là 98 nè. Bom sẽ gọi điện xác nhận bạn Thuy Phạm, không được thì lấy bạn tiếp theo nha. Rồi Bom đang gọi á, cả nhà chờ một xíu, rồi trong khi chờ đợi thì kích xe liên tục lên ca rưỡi. Lên 1 ca rưỡi thì tặng 2 đôi giày nè, đây, random tiếp theo nha. Đây, lên ca rưỡi tặng 2 đôi giày nha cả nhà ơi. Rồi, ca 2 rồi hả? Rồi 98 nhiều được không anh? Rồi chúc mừng bạn Thuy Phạm nha. Rồi bạn Thuy Phạm, Bom đang gọi điện á, chờ xíu. Đang trong quá trình chờ bạn thì các bạn kích xe dùm Thúy nha, trên trang cá nhân của mình, trên group của mình nha. Rồi đông nhiều vào. Sao vậy, máy bị sao vậy? Ủa bạn Thuy Phạm sao máy bận như ta? Bạn ơi, mình chơi công bằng một xíu, đừng có gọi điện phá bạn Thuy Phạm nha, tội nghiệp bạn. Lâu lâu bạn được trúng mà gọi điện phá rồi, Bom gọi không được. Rồi cả nhà ơi, mình tiếp tục chơi nha. Xe nhiều có được tặng giày không hả Ngọc Ánh? Xe nhiều Bom nói từ ngay từ lúc đầu rồi ha, cứ xe nhiều. Bom đang có một lực lượng chép lượng xe cho cả nhà luôn. Xe nhiều Bom sẽ tặng giày cho cả nhà nè, tặng quần quà rồi chơi random tặng. Nói chung hôm nay chỉ tặng và tặng thôi ha. Bạn Thuy Phạm ơi, Bom gọi không được nha. Gọi đi hả, Bom gọi không được cho bạn nè. Dạ, chờ Bom một xíu nha cả nhà ơi. Rồi, kích xe liên tục nha, đang chờ bạn Thuy Phạm á. Rồi Bom tiếp tục ra, Thuy tiếp tục random lần thứ hai này cả nhà ơi. Đây, Bom Thuy tiếp tục nha. Anh coi trên đó coi. Đây anh 0928950898. Rồi sau một ca xe, một ca cứ ở đó, một ca một vậy, lên liền đi. Rồi Thúy tặng quà cho nè. Đây tiếp tục là mấy đôi van mà cả nhà yêu thích nha, các bạn nào thích van nha. Tiếp tục là mẫu về van nè, bạn nào thích mẫu về van nè, xe liên tục để được tặng về van nè. Thúy lấy mẫu về van cho cả nhà nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Bao nhiêu màu ta, ai muốn được tặng van nè? Hỏi van quá trời hỏi luôn. Đây, hỏi van quá trời, bây giờ tặng van nha. Đây, tặng van. Lần xe tiếp theo để tặng van nè. Đây. Rồi lên đi, lên 1 ca rưỡi đi, tặng 2 đôi. Không 1 ca rưỡi thì tặng 1 đôi. Bạn nào muốn 2 đôi comment. Bạn Thuy Phạm ơi, đúng số rồi nha, mà số máy không đúng nha. Bạn Thuy Phạm ơi, rồi bây giờ mình bỏ qua bạn Thuy Phạm nha. Đây số của bạn Thuy Phạm đây, đúng với cái số comment của bạn nhưng gọi không được nên Bom bỏ qua bạn Thuy Phạm nha. Rồi Bom sẽ lấy bạn tiếp theo sau bạn Thuy Phạm nha.
ơi, cả nhà chờ xíu nha. Quá trời luôn. Rồi, thôi bây giờ mình quay tiếp, mình tặng bù ha. Tại vì nhiều bạn quá, bây giờ mình quay tiếp ha. Bạn Thuy Phạm mình bỏ qua nha, số máy không đúng gọi và người ta nói số máy không đúng nè. Trời ơi tội nghiệp. Nhưng gọi số máy không đúng nên bây giờ mình tiếp tục like tặng giày tiếp nè. Ship Vĩnh Long bao nhiêu hả? Ship Vĩnh Long tầm 35 nha. Rồi rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tặng giày đối này nha, đôi van nha, thôi like luôn. Rồi tặng giày tiếp cho cả nhà, tại vì bạn Thuy Phạm không có mà lượt comment các bạn trôi qua nhanh quá, thì bây giờ đây tặng quà tiếp tục cho cả nhà nha. Rồi 1k1, 1k1 đôi, 1k3 2 đôi nè, bây giờ like tiếp tục luôn nha, tặng cho cả nhà luôn nha. Rồi sẵn sàng chưa? Đây tặng quà tiếp theo nè. Rồi rồi tặng quà tiếp theo nha cả nhà ơi. Bây giờ bom like tặng quà nhiều nên bạn nào mà comment nhanh sai số mà ráng chịu nha. Số máy không đúng nè, hồi nãy chị Thúy cho xem rồi nên không có khiếu nại nha. Bây giờ tiếp tục nè, sẵn sàng chưa? Ồ em gọi bạn nghe mà sao chị gọi hơn ta? Gọi thử lại đi. Gọi rồi, gọi 2-3 lần rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nha, tiếp tục nha. Lên một K2 rồi nè. Bây giờ các bạn muốn tặng quà tiếp theo không? Rồi tặng giày van nha, hồi nãy Thúy coi nha, tặng giày van nha. Comment em ạ, à, Yon Vi thấy nha, mấy bạn đừng có comment số điện thoại trước, không có tính đâu, chỉ tính từ khi bắt giờ bấm giờ thôi nha, bom chỉ tính từ khi bấm giờ thôi. Đây đây, muốn 2 đôi thì 1k3 đi, 1 đôi 2 là sẵn sàng nha. À số điện thoại đuôi của bom gọi là 337 nha, 37 đúng không? 337 nha, số điện thoại đuôi của bom gọi là 37 nha cả nhà ơi. Rồi 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 tiếp tục nha cả nhà ơi, mình tiếp tục nha, trong thi chờ đợi nha. Đây sẵn sàng chưa? Nay like cao quá chị, đúng rồi, cao quá, mừng quá trời mừng nè. Đây rồi sẵn sàng nha cả nhà, đừng comment số điện thoại trước, là thúy chị tính số điện thoại bắt đầu thúy tính giờ thôi nha. Đây số đúng rồi, họ Vũ tên Như ơi, số điện thoại đuôi của bom là 337 nha, trùng với số nhà 337 Quang Trung á. Thấy nha Hăng Hăng ơi, các bạn ơi, Thúy nhắc lại nha, các bạn comment số điện thoại trước cũng vậy à, Thúy không có tính đâu nên đừng có comment số điện thoại trước nha. 1k2 rồi, mời bạn bè xe liên tục. 1k3 hai đôi giày nè, đây muốn 2 đôi giày không? Vô đông đông nè, các bạn 2k vô đông đông coi tặng giày rồi đi ôn bài tiếp, ngày mai thi tiếp nè, để người khác có cơ. Rồi đây đây like đây, bây giờ là bấm liên tục luôn, mini game liên tục luôn. Đây bây giờ là bấm liên tục luôn để các bạn có cơ hội nè. Đây sẵn sàng, nhắn sẵn sàng cho Thúy biết rồi Thúy bấm nè. Đây chờ các bạn nói sẵn sàng để Thúy bấm thôi nè. Sẵn sàng chưa cả nhà ơi, không bị ặn đâu nha. Lily họ Vũ, Bảo Trăng thấy luôn, Vũ Thị Toàn thấy luôn nha, Vũ Thị Toàn ơi, Bảo Trăng nha. Các bạn bấm sẵn sàng cho Thúy biết nha. Rồi em trốn đâu rồi ta? Rồi rồi ok nha, không lên 1k3 được nè, mạng chặt quá đi, không có đâu, mạng tốt mà. Rồi 1 2 thấy nha Lưu Hồng Vu ơi, 3 rồi xoay quá trời xoay luôn nè, xoay quá trời xoay luôn cả nhà ơi. Rồi số 28, con số đẹp ngày sinh của Thúy nè, con số cực kỳ đẹp luôn. Ngày sinh của Thúy là số 28, số đẹp quá trời luôn. Thúy có đây đây, số 28 cực kỳ đẹp luôn. 1 phút trôi qua nha, comment số 28 nha. Đây comment số 28 nha. Rồi cả nhà ơi, comment số 28 nha. Đây số 28. Rồi lên 1k2 rồi, xong lên 1k3 được ta. Số 28 nha cả nhà, một con số cực kỳ đẹp luôn. Ai có ngày có số điện thoại đuôi là số 28 nè. Số 28 nha, trong vòng 1 phút nha, 35 giây trôi qua rồi. 35 giây trôi qua vẫn chưa có ai có số 28. 28 đâu rồi? Vẫn chưa thấy ai 28 kìa. Lấy anh không chị? Không nha anh ơi. Rồi có một bạn có số 28.
Ơ không phải, không phải. 28 đâu ta? Chưa có bạn nào có số 28 nha. Máy của các bạn có thấy bạn nào số 28 chưa? Rồi. Chưa có số 28 nha. Bảo 28 đâu rồi? Rồi có một bạn có số 28 nè. Để tôi ghim lại nha. Rồi bây giờ ghim lại rồi gọi. Rồi tại vì sợ mấy bạn phá máy quá nên không có đọc tên được. Đây giờ gọi, gọi điện rồi công bố tên nha. Mấy bạn phá máy tội nghiệp cái bạn quá. Phá máy bom gọi không có được. 337 bom gọi nha. Các bạn chờ nha. Số 37 đuôi gọi thì bắt máy nha. Đây. Số 37 đuôi gọi thì bắt máy nha cả nhà ơi. Đừng có phá máy các bạn nữa, tội nghiệp các bạn. Đi đâu hết rồi, còn 900 mà. Rồi tặng về van nha. Lần này tặng về van rồi nha. Các bạn mà bị spam á, không bị không hiện comment đâu nha. Máy bom có lọc mấy bạn spam nha. Nên các bạn bạn comment nhiều bậy bạ quá spam nha. Nên các bạn nào spam thì bên máy bom sẽ bị lọc ra nha. Rồi bom sẽ gọi cho bạn này thử nha. Được không? Được không anh? Rồi đi đâu hết trơn rồi? Muốn xem tặng giày không? Lên một ca lại đi, tặng giày tiếp theo nè. Đi đâu hết trơn rồi? Kích xe liên tục, bom năng chết lưỡng xe của cả nhà nè. Rồi. Rồi chúc mừng bạn nha, gọi điện được rồi. Rồi chúc mừng bạn Hoàng Trang nha. Bạn bom đã gọi điện được cho bạn Hoàng Trang rồi nha cả nhà ơi, chúc mừng nha. Rồi cả nhà chúc mừng bạn Hoàng Trang đi. Bom sẽ gọi điện trước mới nói tên chứ mất công với mấy bạn gọi điện tội nghiệp bạn Hoàng Trang, gọi điện cháy máy luôn. Rồi số 28 một con số cực đẹp, ngày sinh của Thúy nữa. Chúc mừng bạn Hoàng Trang nha cả nhà, chúc mừng bạn Hoàng Trang mình lăn. Rồi mình bắt đầu tiếp nha. Lên một ca đi, lên một ca đi nào. Lên một ca đi, mình bắt đầu tiếp nè. Hôm nay cứ tặng liên tục nên cả nhà đừng có sợ mà không có nha. Cứ nè, trong quá trình lên một ca kích xe giùm Thúy nha. Trên trang cá nhân của mình, trên group mình, mời bạn bè vô. Chuyện người ta thoát ra đây, tặng đây, lên một ca tặng liền nè. Tặng liền, cộng số đi ạ. Cộng số, lát nữa cộng số luôn. Bây giờ chơi random lần tiếp theo nữa đã. Hôm nay tặng giày liên tục luôn nha cả nhà ơi. Chỉ tặng giày và tặng giày thôi. Comment quá trời không thấy ai vậy? Huỳnh Oanh hả? Rồi đây giờ Huỳnh Oanh ơi, Thúy thấy nè. Có nhìn thấy không? Thảo Vi thấy nha. Rồi các bạn ơi, đây mình tiếp tục live stream, mình tiếp tục chơi mini game nha. Vẫn hai chữ số nha. Rồi vẫn hai chữ số này cả nhà ơi. Lên một ca đi nè. Đi đâu hết trơn rồi? Chia sẻ hết nhóm luôn rồi. Ngọc Ánh hả? Bảo Trăng hello. Anh Sky ơi, đừng comment số điện thoại nha. Trôi lạc trôi đi á. Rồi một ca đi đâu hết trơn rồi, hồi nãy lên một ca muốn xỉu luôn, thiệt là bây giờ xuống một ca cũng muốn xỉu luôn. Rồi mấy bạn muốn được tặng giày nữa không? Mỹ Tiên ơi sắp trúng rồi nha. Rồi mấy bạn muốn tặng giày tiếp theo không? Lên một ca không lên nổi luôn, 926 đứng đó luôn, thiệt luôn á, buồn quá à. Lên một ca sắp xỉu luôn á. Rồi tặng giày tiếp theo nha cả nhà ơi, thích mẫu giày nào thì tặng hết luôn nè. Mẫu giày này nha, mấy mẫu này cực kỳ đẹp nè. Đây, chờ Thúy xíu nha. Thúy đây, không đi đâu hết nha cả nhà ơi. Trong quá trình Thúy lấy giày thì kích xe giùm Thúy nha. Kích xe giùm Thúy, trong quá trình Thúy lấy giày thì kích xe giùm Thúy nha. Đây, nhiều mẫu đẹp đẹp luôn. Hôm nay tặng sandal với bata luôn. Chị Thúy thần thấy em không thấy nha. Trời ơi, sao không lên một ca cứ 926 đứng hoài vậy ta. Gọi tên em được không? Khánh Ly, Tuệ Lâm thấy luôn. Thấy hết cả nhà nha. Đây, mấy mẫu này cực kỳ đẹp. Hôm nay tặng sandal nè, tặng bata nè, tặng hết luôn, tặng giày thể thao bata sandal, tặng hết luôn. Bạn nào muốn sở hữu đôi này nè, bây giờ bom Thúy quay số tiếp theo là được nhận mấy đôi này nha. Cực kỳ đẹp luôn nha, chụp hình lại nè. Chụp hình lại, lỡ mình trúng thì mình có được chụp hình trước luôn nha. Lắm nữa. Rồi, đừng có comment số điện thoại nữa, đi đâu hết trơn rồi. Đây, tặng giày nha. Rồi, xe liên tục giúp Thúy nha. Đi đâu hết trơn rồi, xuống rồi, buồn quá trời buồn. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Thấy em không? Thấy nha. Tịch Hàng ơi, thấy luôn nha. Rồi Liên Quỳnh Trăng Hà ơi, cảm ơn nha.
Nguyễn thấy luôn đây. Bạn nào muốn tặng đôi này thì lên lên. Ủa 900 rồi, mừng quá. Lên ca đi rồi. Tặng đôi này nha, vừa xanh đan vừa đi. Mấy mẫu xanh đan này cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chụp hình lại đi. Nhiều mẫu quá chắc không được đâu. Bạn thấy tên gì gọi lại? Dạ, Phi Phạm gì á. Ừ, anh gọi máy đi. Rồi đây. Alo cả nhà, chị ơi chị à. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Lên đi đâu hết rồi, chắc người ta. Rồi, cái bạn bạn tên gì anh Thuy Phạm hả? Phạm. Rồi, cách à, thấy em thấy nha Thủy Tiên ơi. Thanh Ngân ok thấy nè, chia sẻ nát tường rồi Thúy ơi. Hoa Mỹ Hồng lát nữa chúng nha, 860 bạn xem, đi đâu hết trơn rồi, muốn tặng giày không? Đây, những đôi giày hồi nãy nha. Nói chuyện với chị vui quá, Mỹ Tiên cảm ơn nha. Chứ ăn luôn mà lên thấy lên một ca mừng quá, hết đói luôn. Bạn tin gì ta? Rồi, cả nhà ơi chúc mừng bạn Thuy Phạm nha. Cái bạn mà chơi mini game đầu tiên á mà gọi nhầm số á, thật sự là do chắc do nhiều bạn gọi quá nên không phải nhầm số đâu, tại vì bị chặn á nên bây giờ bạn thấy cuộc gọi nhỡ nên bạn gọi lại rồi. Bạn được tặng nha, nên cả nhà yên tâm bom công bằng nha. Nên cả nhà yên tâm nha, chúc mừng bạn Thuy Phạm nha. Bạn Thuy Phạm cái lượt quay đầu tiên bạn được trúng nha cả nhà ơi. Đây, đừng có gọi phá tội nghiệp bạn. Rồi chào em đi, Hoang Sang thấy nè. Rồi chuẩn bị luôn nha cả nhà ơi. Rồi bắt đầu nha, sẵn sàng cho Thúy biết nè. Rồi mình bắt đầu, mình bấm giờ, mình tặng những đôi hồi nãy cho cả nhà nha. Tặng những đôi hồi nãy vừa xanh đan vừa thể thao, thấy em không? Thấy nha an ơi. Ừ, mừng ghê bạn thấy. Rồi ok Mỹ Tiên, Hoàng Phúc Nguyễn thấy nha. Chị tên Thúy nha. Chị tên Thúy nha cả nhà ơi. Mình thấy nhau thôi. Candy Love thấy nha. Rồi đây, bây giờ mình bắt đầu lượt quay tiếp theo nha. Bây giờ tặng quà liên tục, tặng giày liên tục nha. Rồi tặng giày liên tục nha. Tiện tay kích xe giúp Thúy nha, để được tặng giày nữa nè. Không trúng thì mình xe nhiều quá mình được trúng nha. Rồi chúc mừng bạn. Đúng rồi Mỹ Tiên ơi, chúc mừng bạn ha. Tại vì gọi nhiều quá làm mấy bạn không có loát kịp, nên bây giờ bạn thấy cuộc gọi nhỡ của bom á, bạn gọi lại rồi, nên chúc mừng bạn nha. Rồi thấy không? Thấy nha. Nguyễn Anh Hanh comment số điện thoại chi vậy? Sẵn sàng đi, để tôi bấm nè. Sẵn sàng đi, sẵn sàng rồi chị Mỹ Tiên ok. Lưu Hồng Nhung sao khóc thế? Lily Họ Vũ em vẫn tồn tại trên livestream này nha. Lưu Hồng Nhung thấy nha. Con gấu ăn chán không có nha. Con gấu ơi, bạn thấy là lạc mắt nhau rồi, bạn chưa lạc mắt nhau đâu nha. Người quen ơi, người quen của bom đâu rồi? Không có người lạ ở trong này nha, còn người quen ơi thôi. Rồi đây, bây giờ tôi bắt đầu bấm tiếp theo nha. Cả nhà sẵn sàng chưa? Thấy em không? Thúy thấy nha. Minh Khôi ơi, rồi 915 bạn xem. Mời bạn bè mình vô xem, xe giúp Thúy liên tục nha. Bạn nào không có số điện thoại, số đuôi, không trúng may mắn thì cứ xe nhiều vào để được may mắn nha. Còn chai nước rửa giày không? Bùi Thư ơi, bom đang nhập chai nước rửa giày á, chờ nha. Sắp tới bom sẽ có những cái chương trình đặc biệt ưu đãi, có trong đó có chai nước rửa giày nữa. Sẵn sàng rồi, ok, sẵn sàng rồi nè. Rồi mình bắt đầu bấm nha. 1, 2, 3. Xoay quá trời xoay nè. Rồi số 56 nha cả nhà ơi. Đây số 56 nha. Thấy nha Bảo Vi ơi. Đây số 56 nè cả nhà ơi. Phương Huỳnh ơi thấy nha. Thúy vẫn nhớ tên em nha. Khánh Ly thấy luôn. Số 56 nè, 56 nha cả nhà ơi. Bạn nào có số điện thoại đuôi 56 comment cho Thúy biết nè. Tặng giày luôn, tặng mấy đôi hồi nãy nha. Một phút trôi qua, bạn nào không có thì bấm tiếp theo nha. Cũng không thấy Nhung Hồng. Nhung thấy mà, chia sẻ rồi. Trường y học cảm ơn nha. Rồi sắp qua một phút rồi, số 56 vẫn chưa có của ai nè. Số 56 đâu rồi? Số 56 đâu rồi anh ơi? Số 56 đâu rồi?
56 vẫn chưa thấy nha, 56 vẫn chưa thấy nha. 1 phút trôi qua rồi, 56 đâu rồi? Không thấy nha, 1 phút nè, 1 phút trôi qua luôn, 1 phút 5 giây luôn trôi qua vẫn chưa thấy số 56, nên bom tiếp tục nha. Bom tiếp tục nha, cả nhà ơi, 56 chắc ít quá nên không thấy nha. 56 đâu rồi trời ơi? Ủa sao kỳ vậy? Không có bạn nào có số 56 hả ta? Đi đâu hết trơn rồi? Rồi qua 1 phút rồi nên bom tiếp tục nha. Bạn 56 vẫn có, nhưng qua 1 phút rồi, bây giờ 1 phút 30 giây rồi nên bom không tính nha. Mình phải chơi đúng luật nha. Mình chơi đúng luật lần sau mấy bạn mới comment nhanh 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 được. Đây, mình chơi đúng luật nha. Hết 56 rồi, rồi ok. Tí sẽ bên máy chủ của bom, các bạn yên tâm nha, có lọc mắt các bạn mà bị spam á nên không sẽ không thấy mấy số điện thoại các bạn bị spam nha, nên các bạn yên tâm là công bằng nha. Chỉ có 56 qua một phút rồi, 1 phút 2 phút rồi nên bom không tính nữa. Bây giờ bom sẽ Thúy sẽ bấm tiếp theo nha. 56 quá trời, thôi qua 1 phút rồi vẫn chưa có hiện 56, thấy em không? Thấy nha Bảo Hăng ơi. Đây Thúy đi đâu hết trơn rồi? Phan Đình Phùng đang xem. Một ổ 56 mà không. Vũ Thị Toàn ơi, ý là bom nói là trong máy chủ của bom nha, đúng máy chủ của bom mà trong 1 phút 30 giây rồi máy chủ của bom vẫn chưa thấy, chứ không phải có khi là mấy bạn chậm hơn, giống như là kết nối chậm hơn nên nha. Nhiều người lắm mà, nhưng qua 1 phút rồi cả nhà ơi. Bây giờ Thúy bấm tiếp theo nha. Rồi sẵn sàng chưa? Bị ẩn hả? Vui niềm vui ơi nhá. Cộng số nha, bây giờ mấy bạn muốn cộng số không? Mấy bạn muốn cộng số không? Bây giờ cộng số nha. Đinh Huệ ơi, bây giờ chị thấy nè, tại vì comment nhiều quá, có một số bạn spam comment nhiều quá. Ran lại đi, đúng rồi, ran lại nè, ran lại lần này rồi mình tiếp tục cộng số nha, để mấy bạn nói trời ơi nghĩ xong có số 56 rồi im luôn. Không, bây giờ ran lại nha để công bằng. Bom chơi đúng luật, 1 phút trôi qua không có 56 thì thôi, ran lại nè. Chứ bom muốn tặng giày cho cả nhà lắm nên yên tâm nha. Rồi, thấy nha. Lê Hạnh Dung ơi, rồi lên view đi. Đi đâu hết trơn rồi, 820 bạn xem thôi nè. Ẩn quá trời chị ơi, có thấy đâu Huỳnh Hoàng Trang. Huỳnh Hoàng Trang, em bị ẩn hả? Đâu có đâu, chị Vân đọc tên em nè. Thấy em không? Thấy nha. Ellie Phạm cũng thấy nha. Rồi bây giờ nha. Nhiều bạn nói là bây giờ cho 2 phút đi. Ok, bây giờ cho 2 phút luôn. Bây giờ bấm dây 2 phút nha, không không 1 phút nữa. Ok, 2 phút luôn. Nhiều bạn không có comment kịp hả? Ok, bây giờ nha, mình bắt đầu nha, sẵn sàng nha. Lần này xong thì mình cộng số nha. Trời, còn quá nhiều thời gian để được tặng quà nha. Bạn nào mà không có số nha thì cứ còn quá nhiều thời gian để tặng quà nè. Đây. Bom đang kiểm tra, các bạn nào mà chưa xe thì cứ xe đi nha. Bom đang kiểm tra lượng xe của các bạn á nha. Coi thử các bạn đã xe nhiều chưa trên group của mình, trên trang cá nhân của mình nha. Rồi, random đi chị, bấm sẵn sàng đi, sẵn sàng đi. Em xe bị chặn luôn hả Vi Phương ơi? Nói sẵn sàng đi Bom. Đây, Thúy bấm luôn nè, cứ nói sẵn sàng đi. Để Thúy biết còn nhiều một số bạn máy chậm quá giống như hồi nãy á. Số 56, 1 phút 30 giây trôi qua vẫn chưa có. Mà vẫn thấy em không chị? Là quá chậm luôn rồi á. View quá, chục view cao rồi chúng dậy. Lên 1000 view đi. Xuống view rồi nè. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi ok. Rồi sẵn sàng nha cả nhà ơi. Bom tiếp tục nè. Bom tiếp tục random để tặng giày cho cả nhà nha. Hai số đuôi số điện thoại trùng với số random của Bom nha. Nguyễn Anh Hành Lan xe nhiều quá ta. Rồi sẵn sàng rồi. Hồng Nhung đã sẵn sàng. Rồi em đây sẵn sàng. Ok. Ok. Bùi Thư. Bùi Thư, Thư Bùi thấy hết. Mỹ Tiên, ok, trời ơi, sẵn sàng đi. Để Thúy biết nè, rồi. Em sẵn sàng rồi, ok, rồi, Thúy bấm nha. Một. Đây. Rồi. Bấm nha, một. Hai, 2 phút nha, lần này 2 phút nha. Một, 2, 3. Xoay xoay quá trời, rồi. Số 95, một con số cực kỳ đẹp nè. Số 95 nha cả nhà ơi. Số 95 nha. Đây. Số 95 nha cả nhà ơi, comment số 95 đi nào.
Ai có số điện thoại số 95 thì comment cho Thúy biết nha. 900 bạn xem. Bạn nào có số điện thoại 95 thì comment cho Thúy biết. Còn bạn nào không có số điện thoại 95 thì cứ share đi nha. Share được tặng giày nha. Mình xui mình không có số điện thoại 95 thì mình cứ share liên tục trên trang cá nhân của mình, trên group của mình. Rồi mình mời bạn bè mình vô xem nhiều nhiều rồi mình được tặng quà. Mình không được có số điện thoại 95 thì mình được tặng quà nha cả nhà ơi. Rồi. Ok, cố lên, nhanh lên. Hôm nay là 1 phút luôn, không có cho 2 phút luôn để coi thử các bạn nào có số điện thoại 95 nha. Đây, số điện thoại 95. Số 95 nha cả nhà ơi. 95 nha, đây số 95 nha. Đi đâu hết trơn rồi? 95 đâu? Rồi, có một bạn có số 95 rồi nha. Đâu rồi? Bạn Nhật Minh nha. Rồi Bom sẽ gọi điện cho bạn trước khi công bố mấy con mất công. Mấy bạn gọi cháy mấy bạn ấy nữa. Rồi, anh ơi gọi giúp em nha. Rồi. Rồi một bạn Bom thấy đầu tiên rồi nha. Chưa qua 1 phút nữa đã thấy rồi. Rồi. Rồi bạn đã thấy bạn đấy rồi nha. Gọi điện cho bạn thử nha. Bom đang gọi điện cho bạn nha để xác nhận nha. Em anh lấy máy giùm em đấy. Rồi, Thúy sẽ gọi điện luôn nha. Để xác nhận nè. Đây đây. Rồi, chờ xíu đừng có đi đâu hết trơn để đi, tặng hai đôi giày lên ngàn view lại như hồi nãy đi tặng hai đôi giày nè. Rồi chờ một xíu. Đi đâu hết trơn rồi, tiện tay kiss xe giùm Thúy đi nè. Kiss xe liên tục nha. Trên group của mình, trên trang cá nhân của mình nha. Số 95, một con số cực kỳ đẹp luôn. Rồi Bom đang chét lượng xe của cả nhà. Bạn nào chưa xe thì cứ xe đi nha. Bom đang gọi điện cho bạn đang trúng á. Rồi cả nhà chờ một xíu nha. Đi đâu hết trơn rồi cái... À alo chào em là Nhật Minh đúng không ạ? Rồi mình gọi từ bên giày Bom á. Bạn được trúng một đôi giày nha. Rồi ok mình đi trên inbox trên giày Bom nha. Rồi chào bạn. Rồi chúc mừng bạn Nhật Minh nha. Bạn Nhật Minh được trúng một đôi giày nè. Chúc mừng bạn Nhật Minh nha. Bom gọi điện trước để mấy bạn gọi cháy mấy bạn. Rồi chúc mừng bạn Nhật Minh nha. Rồi tiếp tục Bom like nè. Bom tặng giày tiếp tục nha cả nhà ơi. Thúy tặng giày tiếp tục này. Lần này nhiều bạn muốn cộng số quá. Ok cộng số luôn. Cộng số để mọi người đều biết cộng nè. Chứ thay đổi một khác một xíu nha. Cộng số nha. Ok bây giờ mình cộng số nha. Lên view đi. Lên view 2000 em nè. Rồi mấy bạn ơi chúc mừng bạn Nhật Minh thôi nha. Bên máy chủ của Bom thấy bạn Nhật Minh đầu tiên nè. Đi đâu hết trơn rồi. Có 700 bạn xem thôi nè. Rồi bạn, lần này mình cộng số nha. Mini game hôm qua hạ rồi. Để tí hỏi thử nha. Có bạn chat mini game Hồng Ngọc ok. Ít trăm đừng có comment số nữa nha. Lần này là mình chơi cộng số. Để thay đổi một xíu thì mình chơi cộng số nha. Lên 1000 view như hồi nãy đi. Tặng hai đôi giày luôn nè nha. Có 700 người xem mà lên 1000 người xem như hồi nãy đi. Tặng hai đôi giày. Cộng số thì bạn nào cũng biết cộng, không có ngẫu nhiên nữa. Nên cứ lên nha. Cái này cái nào cũng chơi công bằng. Đừng cộng số hả? Sao vậy? Đó cộng số cho khác biệt một xíu. Cộng số cộng dài lắm. Tuy bắn ngẫu nhiên mà cộng dài lắm. Cũng như chơi cái này thôi. Nhiều bạn gộp vô thì mới được. Cũng Đoàn Thị Thanh Ngân chị thấy nha. Đoàn Thị Thanh Ngân thấy nè. Chị nói luật đi thì ví dụ nha. Cộng số thì Thúy sẽ đọc một lượt dãy số. Ví dụ nha. Ba lần mini rồi. Lần này thì cộng số rồi. Lần sau mình chơi cái khác. Ví dụ mình Thúy cộng 1. Ví dụ 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 trừ 2 trừ 3 trừ 4 trừ 5 bằng bao nhiêu như vậy đó. Ha ok. Thích cộng số là chị ơi giải thích cộng số rồi. Thích giải thích ham. Thích sẽ cộng một dãy số. Ví dụ 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 trừ 3 trừ 4 trừ 5 cộng 2 bằng bao nhiêu. Kết quả của các bạn comment với đúng với kết quả của Thúy thì Thúy sẽ tặng giày cho nha. Rồi vô đông đông đi. Lên 1000 view như hồi nãy thì Thúy sẽ tặng hai đôi giày cho nè. Trời ơi view thấp quá sao chụp nè. Lên 1000 view đi nào. 1000 view đi đâu mất tiêu rồi. Mạng chậm quá Bom ơi. Mạng chậm hả? Đâu có đâu, Thúy thấy bình thường mà.
Đoàn Thị Mỹ Ngân cuối cùng cũng được gai, chị gọi tên. Rồi ok, chị thấy nha, Nguyễn Thư, Thùy Dương, Võ thấy nè. Chơi sao chị nói lại lần cuối nha. Trời ơi thiệt luôn á. Thúy sẽ bấm một dãy số ngẫu nhiên trong cái điện thoại của Thúy, ví dụ 1 cộng 2 cộng 3 trừ 8 trừ 9 trừ 10 bằng bao nhiêu, ví dụ như vậy ha, ví dụ thôi. Rồi các bạn comment kết quả trùng với kết quả trong của Thúy thì được tặng giày nha. Bạn nào comment nhanh nhất nha. Thấy nha, Châu Quỳnh Như ơi. Rồi thấy nha, Đoàn Thị Ngân Thanh. Rồi chia sẻ liên tục nha. Bạn nào mà không có số điện thoại này giờ chia sẻ liên tục giúp Thúy nha. Mỹ Tiên ơi. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Mấy bạn nào muốn sở hữu mấy đôi này nè, cộng số để tặng mấy đôi này đi đấu trơn rồi đây. Cộng số để tặng mấy đôi này nè. Đôi van luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây, vừa xanh đan, cái này có 3 màu lận. Đi đâu? Để thích coi mẫu này. Đây. Có 3 màu lận. Đây. Dành cả tặng. Đây, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Bé voi ơi, chị thấy nè, ước chị thấy em một lần khổ quá. Rồi, 670 bạn xem thì share giúp Thúy nha trên trang cá nhân của mình. Bạn nào chưa xem thì share nhiều đó nha. Mỹ Tiên, hello. Rồi Nguyễn Theo thấy nha. Rồi bây giờ cộng số được tặng mấy đôi này nè. Cả nhà muốn tặng được sở hữu mấy đôi này thì chuẩn bị máy tính đi nha. Chuẩn bị máy tính đi nha cả nhà ơi. Rồi lên view đi. View ơi tăng đi. Chưa gì comment 33 rồi Kim Dung ơi. Rồi cả nhà sẵn sàng chưa? Tặng mấy đôi này cực kỳ đẹp luôn nè. Đây chất liệu cực kỳ đẹp luôn, vải nha cả nhà ơi. Đây tặng sốt, tặng xanh đan, trời mùa mưa tặng xanh đan. Xanh đan hết mưa mang đôi này bắt ta. Rồi. Có mà. Trường IH ơi thấy nha. Thấy nha, thấy hết cả nhà nè. Rồi đi đâu hết trơn rồi, vô cổng số nè, chuẩn bị bắt đầu nha. Rồi chuẩn bị nha. Thấy em không? Nguyễn Anh Hanna chị thấy nè, chuẩn bị Thúy bấm số nha. Cả nhà sẵn sàng chưa để Thúy bấm số nè. Đừng có comment số điện thoại nữa, lần này là chơi cộng số nha. Bích Trâm ơi, em còn tồn tại trong livestream này nha. Chị thấy em nè. Ngân Đỗ thấy luôn, thấy nha, mưa sau băng thấy luôn, thấy nha cả nhà ơi. Không có bị ẩn đâu. Chia sẻ liên tục đi, đi đâu hết trơn rồi, muốn 2-3 đôi không? Lên 1 ca như hồi nãy đi. Đúng rồi, được tặng đôi nào cũng được, như mấy đôi hồi nãy cũng được nha. Bây giờ chiều luôn, lên view cao. Lên view cao được phép thưởng à? Con lên view cao Thúy cảm thấy hào hứng. Và Thúy like thì Thúy tặng giày cho cả nhà nhiều. Ừ, có thể lên view cao xếp thưởng á, xếp đang xem á. Lên 1k đi để xếp thưởng cho Thúy, Thúy tặng giày cho cả nhà nha. Rồi, bạn nào thương tình thì lên 1k xếp thưởng cho Thúy, Thúy tặng giày cho cả nhà. Thấy nha, Nguyễn Trăng ơi. Rồi Thúy bắt đầu bấm số nè. Cả nhà chuẩn bị nha. Lấy máy tính gì nha, 2-3 người nha. Thấy nha Thanh Tú ơi. Số này cực kỳ khó nha. Chuẩn bị bấm máy tính đi. Đi đâu hết rồi, 680 bạn xem thì tranh thủ Thúy bấm máy tính thì kích xe liên tục để tự tặng giày nè. Kích xe liên tục để tặng giày nha. Ok cả nhà, kích xe liên tục để tặng giày nha. Đi đâu hết trơn rồi. Rồi đi đâu hết trơn rồi, vô hình trong live rồi. Huỳnh Oanh thấy nha, 670 bạn xem chuẩn bị sử dụng máy tính, 2-3 bạn gộp chung với nhau. Hồi hộp không? Thúy thì hồi hộp quá nè. Một con số cực kỳ dài, có cộng có trừ luôn. Rồi tiết lộ kết quả nha, một con số cực kỳ dài, có cộng có trừ. Bao nhiêu con số cộng vô nhau đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 số nha. Thấy em nha, Thùy Lê ơi. Rồi sẵn sàng đi, Thúy đọc số nè. Ngăn đổ ok, vừa tặng giày vừa tặng Thúy luôn. Ok, được luôn, được luôn, được hết luôn. Rồi tặng Thúy đi, Thúy ăn dữ lắm á, không có tiền nuôi đâu. Lên 1k đi. Đi đâu hết trơn rồi.
rồi, rồi sẵn sàng, đừng không có ăn nha Nguyễn Theo ơi. Rồi ok nha. Thế đọc số nè. 500 cộng 500 cộng 8 90 cộng 467 trừ 500 trừ 8 89 trừ 466 bằng bao nhiêu? Đọc một lần thôi nha. Đọc một lần nó mới khó. Trời ơi, Thúy vừa mới bấm xong luôn, Thúy thấy khó ghê. Rồi, Thúy đọc lại lần nữa nha. 500 cộng 890 cộng 467 trừ 500 trừ 889 trừ 466 bằng bao nhiêu? Chào chị, chào Nguyễn Ngọc Vàng. Rồi, bằng bao nhiêu? Lần này không tính dây nữa, bạn nào comment Otaku Ngô thấy nha, Otaku Ngô nha, bỏ rơi em rồi Hà Ninh, chị không bỏ rơi nha. Rồi một bạn, Thúy thấy một bạn trước rồi nè, bạn này nhanh quá trời nhanh nè. Tổng phần 2, ok, đúng rồi. Rồi Lê Thị Thu Hiền, cái tên lạ nè. Lê Thị Thu Hiền, ok, Lê Thị Thu Hiền ra bằng 2, kết quả bằng 2, ok. Rồi tặng giày cho bạn Lê Thị Thu Hiền nha, một đôi giày cho bạn Lê Thị Thu Hiền nha. Rồi thấy bạn Lê Thị Thu Hiền trước nè, tổng bằng 2, kết quả là tổng bằng 2, đúng rồi cả nhà ơi. Nó rườm rà vậy thôi, thực chất là nó cộng trừ vô nhau hết á. Kết quả là tổng bằng 2 nha cả nhà ơi. Rồi chúc mừng bạn Lê Thị Thu Hiền đi, bạn comment nhanh lắm luôn á. Rồi bằng 2, rồi nhiều bạn bằng 2 quá, thông minh quá trời thông minh luôn. Rồi nhiều bạn bằng 2 quá. Sao mấy bạn giỏi với ta, comment đúng nhanh luôn á. Bạn Thu Hiền nhanh quá trời nhanh nè. Trời ơi máy bị bom bị đứng luôn, mạng yếu quá trời hả. Sao vậy ta, mạng yếu hả. Rồi anh ơi chết lượng xe xong chưa. Các bạn ơi xe đi bạn, bom đang chết. Tại vì quá nhiều bạn nên bom muốn tặng nhiều bạn hơn nữa. Bây giờ tặng một đôi giày cho bạn và nhiều phần quà cho các bạn khác luôn. Nên nhiều bạn quá thì bây giờ tặng sau, bây giờ tặng hết luôn. Nhiều số ghê. Rồi tiếp tục nha, muốn cộng số tiếp theo không? Số này cực kỳ khó luôn nè. Đi đâu hết rồi, lên 1000 view đi. Lên 1000 view đi, trời ơi lên 1000 view đi. Thúy tặng hết giày luôn. Rồi rồi bạn kích xe liên tục giúp Thúy nha. Rồi những bạn hồi nãy là được tặng giày nha, chúc mừng các bạn nha. Lê Thị Thu Hiền chúc mừng nè. Rồi mấy bạn 2k bắt đầu đi đâu hết trơn rồi. Coi livestream của Bom rồi chuẩn bị tinh thần thật tốt để ngày mai đi thi nha. Rồi chị dễ thương quá, Ngọc Liên cảm ơn nha. Trời ơi Ngọc Liên comment mà Ngọc Liên tại shop luôn, thiệt luôn á. Em đầu tiên luôn mà Thanh Nhi, theo máy chủ của Bom nha. Ngọc Liên là cái bạn mà tại shop đăng thử giày và comment. Bạn chạy qua shop mua giày luôn á. Chơi cộng số khóa không có khó đâu, số nó chỉ trừ 2-3 cái số thôi, do mình dạng như mình làm phức tạp quá vấn đề á cả nhà. Đọc tên em đi, Thanh Nhi thấy nha. Rồi bạn nào mà chưa kích xe thì kích xe đi. Bom sẽ tặng rất nhiều phần quà, tại vì nhiều bạn xe nhiều quá nên Bom phải tặng quà cho các bạn thôi. Rồi bạn nào mà muốn gặp Thúy á, trời ơi Thúy ở ngoài đẹp lắm luôn, đẹp hơn trong hình á, nên ra ngoài đi mua giày ở Bom đi. Đến 5 chi nhánh của Bom, 337 Quang Trung Gò Vấp, 120 Nguyễn Hồng Đào, Tăng Bình, số 9 Lê Quang Định, Bình Thạnh, 27 Phan Đình Phùng Phú Nhuận và cuối cùng là 32 Võ Văn Ngân Thủ Đức nha. Rồi đi đâu hết trơn rồi, comment nhiều quá trời. Số 2 hả, cộng số hấp dẫn, đúng rồi, cộng số làm kịch tính gây cắn rồi làm lượng chất xám mình nó tăng lên, đúng không cả nhà, để ngày mai mình thi tốt nếu các bạn là 2k ha. Rồi Bom đang chết nha cả nhà ơi, bạn tiện tay thì kích xe liên tục nha. Muốn được tặng giày nữa không, lên view đi, tặng giày nè, view tuột quá trời tuột nè. Tiếp đi chị. Rồi bây giờ Bom sẽ công bố nha, công bố với bạn được tặng giày nè. Đừng chơi cộng số, trời chơi cộng số mới kịch tính chứ, random 3 lần rồi cộng số đi chứ ha. À Thư Bùi em toàn mua ở Nguyễn Hồng Đào, đúng rồi, ở Nguyễn Hồng Đào 337 Quang Trung nha. Các bạn cứ đến mua đi, các bạn nhân viên cực kỳ nhiệt tình luôn nha. Rồi rồi ok nha cả nhà, lên view đi, mời bạn bè mình. Ủa mạng yếu hả ta, Huỳnh Oanh mạng yếu hả. Rồi lên view đi nha cả nhà
cả một tiếng mà tặng giày liên tục, tặng giày toàn tặng giày không á. Rồi lên view liên tục để tặng giày này cả nhà ơi. Rồi Bom sẽ công bố kết quả nha, Bom sẽ công bố kết quả những bạn được trúng nha. Rồi Bom sẽ công bố kết quả các bạn mà xe nhiều, xe nhiều. Sao vậy, buồn vậy? Sao buồn vậy Thư Thư? Lần này không được trúng thì lần sau nha. Bây giờ Bom tặng quà liên tục cho cả nhà nên yên tâm nha, yên tâm nha. Rồi Bom sẽ công bố kết quả nè. Các bạn chụp màn hình lại luôn nha. Bom đọc, Thúy đọc xì, các bạn chụp màn hình lại giúp Thúy nha. Bạn Yến Nhi được tặng một đôi giày free. Bạn Yến Nhi xe mà máy Bom đứng luôn, thật sự là như vậy. Các bạn không tin lên coi đi, bạn Yến Nhi xe nhiều lắm luôn á. Voucher 50k là có bạn Hồng Thu, chị Học Ngọc Hà, bạn Lai Trần, bạn Mỹ Tiên. Toàn những gương mặt mà xe nhiều nhiều không nè. Rồi, rồi Thúy đọc lại nha. Bạn chụp màn hình lại nha. Bạn Yến Nhi sẽ được tặng một đôi giày free của Bom nha. Bạn bốn bạn sẽ được tặng voucher 50k khi mua hàng ở Bom, đó là bạn Hồng Thu, Hồng Hà, Lai Trần và Mỹ Tiên nha. Chúc mừng các bạn nha. Rồi đi đâu hết trời, chuẩn bị World Cup rồi hả? 9 giờ World Cup bắt đầu tiếp hả? Ai đá với ai vậy cả nhà? Thúy không biết cái gì hết trơn luôn á. Comment Thúy biết coi. Sao buồn vậy, sao buồn vậy? Không sao đâu, buổi trưa mai tiếp tục like tặng giày luôn nên yên tâm nha. Like tặng giày liên tục luôn á. Rồi like tặng giày liên tục luôn á cả nhà ơi, nên yên tâm nha. Rồi tiếp đi chị ơi, view thấp quá mà cũng hết giờ rồi, hết thời lượng rồi. Các bạn chuẩn bị đi coi World Cup rồi nên bây giờ thì cũng đọc tên các bạn rồi. Chúc mừng các bạn nha. Thấy nha Yến Nhi ơi. Rồi rồi các bạn ơi, ngày mai buổi trưa mai mình sẽ tiếp tục gặp lại nhau và chỉ tặng giày thôi nha, nên hãy trưa mai nha. Bom sẽ báo giờ trước cho các bạn tầm 1 tiếng 20 phút, nên các bạn hãy like fanpage của Bom nha, hoặc là vô trang giày Bom cùng bạn đi khắp thế gian nha cả nhà ơi. Các bạn mà trong group giày Bom cùng bạn đi khắp thế gian sẽ được ưu đãi rất nhiều, nên các bạn đã vô đó thì biết ha. Rồi bạn nào chưa follow Bom thì follow đi nha, để biết khung giờ live stream của Bom và được tặng nhiều nhiều giày nha. Rồi rồi thấy nha Yến Nhi ơi. Rồi bây giờ cũng muộn rồi nha, mình ngày mai mình gặp lại nhau nha. Ngày mai mình tiếp tục gặp lại nhau nha cả nhà ơi. Mỹ Trinh ơi, trưa mai sẽ được trốn nha, yên tâm nha. Cứ tới giờ World Cup là mạng lắc, bởi vậy mạng cũng Bom cũng lắc, nên Bom sẽ like trước World Cup cả nhà. Rồi thấy nha, thấy nha Thùy Ngô ơi. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Rồi ngày mai buổi trưa ngày mai mình tiếp tục gặp lại nhau và mình chỉ tặng giày thôi nha. Rồi bye bye cả nhà.